Và một lần nữa thì cho phép Suni và rapper Sám được gửi một lời chào chân thương nhất đến ban giám đốc của Amway Việt Nam cũng như tất cả những anh chị đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Và hôm nay Suni và Sám thực sự rất là vinh dự khi được phép có mặt trên sân khấu kỷ niệm cột mốc 15 năm thành lập Amway Việt Nam. Và bài hát vừa rồi do đề tác sản xuất riêng cho buổi tối ngày hôm nay cũng là một món quà đặc biệt gửi đến tất cả các anh chị trong dịp kỷ niệm đặc biệt này. Và nhân đây thì Suni và Sám cũng xin chúc Amway Việt Nam sẽ ngày càng phát triển vững mạnh hơn và tạo được nhiều cột mốc có ý nghĩa hơn trong tương lai ạ. Và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.